Okay, and welcome to Panadol. So are you ready for our lesson today? Okay, yes, absolutely. Please go ahead. Okay, our lesson today is day 13. Okay, 13. Main topic is to practice. Okay, practice a little bit about the past tense. So, what did you do yesterday? I played with my dog. Oh, okay. Where did you play with your dog? My home. So, okay. Indoor or outdoor? Indoor. Okay. Why did you play indoor? Indoor bên trong nhà. So why did you play indoor? Because the weather is cold. The weather is so cold. Was so cold. Was. We talk about yesterday. Okay, so we need to answer. Because the weather or it was so cold. It was cold. It's cold. Okay. Okay. Did it snow yesterday? Did it snow? Snow? No. It didn't. Okay, did not or didn't. Okay, very good. So what did you do today? What did you do in this morning? I washed my hand. I washed. I washed my hand. Okay, I washed my hand. My hands. Oh, sorry, hands. Okay, hands. Okay, so I ask you this question, but you need to answer based on the own information. Okay, don't follow this answer. Clear? You need to answer what you did. Okay, answer the own information. So did you swim at the park? No, I don't. I didn't. I swim at home. No. Okay, try to answer in another way. Use the information. My answer. Mình hỏi nhưng mà bạn trả lời theo cái thông tin của bạn ấy. Trả lời. Okay, we will move directly to this part. Okay, so did you watch TV last night? Yes, I did. Yeah, yes, I did. Okay, did thì nó không có âm S hay là Z nha, mình không đọc là this S gì đó. Yes, I did. Okay, yes, I did. That's it. Okay. So, which program did you watch? Which program did you watch? I watched TV or movie. I watch movies. Okay. Watch a movie. A movie. Okay. I watched the movie. Cái âm đi ở đây mình phát âm là đờ. Đó. Nên là mình sẽ nối với âm ơ ở đây. I watch. Watch là CH nè. Đấy. Thì cái âm tiếp theo là âm đờ thì mình nối sang đây. I watch the TV. I watch the movie. I watch the movie.
vì vậy cái âm ơ là nó bị mất luôn đúng không ạ? Không, nó không mất mà nó bị nối vào cái âm đờ cuối này thì mình đọc thành đờ. Nên bình thường mình đọc là ờ, đúng không? Ờ movie, ờ movie. À, Yeah. I watched the Okay, movie. I watched the I watched the movie. movie. Okay. Yeah, very good. So, what is the name of that movie? Do you remember? Mambuku. Mabuku. Okay. Yeah. Okay, next question. Did your husband wash the dishes last night? No, my husband didn't. Okay, and you need to change the subject to he. No, he didn't. Okay, so who did wash who washed the dishes now last night? Who did wash the dishes last night? The dish No, last night. okay. Không phải là washed mà là washed. What? Sorry, washed. Okay, âm này mình đọc là tờ. Này đọc là West. What I was the dish last night. Okay. So, do you wash the dish every day? Yes, I do. Okay. Ah, yes, I do. But the weekend, my husband watch this. At the weekend, weekend, not weekend. Okay. The weekend. Husband, not husband or something like that. My husband. My Okay. husband. Yeah. Washes. Cái này mình phải chia ở chủ ngữ là ngôi ba số ít đúng không? He đúng không? Từ he. My husband washes This. the dishes. My husband washes the dishes. This. Dishes. Okay. Does your family go to the beach last summer? No, I know they did. Yeah, no, they didn't. So, where did your family go last summer? My family go to claim, go to the claim last summer. My family went to claim last summer. Okay. When climbing. When climbing. Mình không là dùng là when, go to. Go to tức là đi đi đâu ấy, đi đến cái địa điểm nào đấy. Ok. Còn ví dụ mình dùng là ví dụ go fishing. Đi câu cá đúng không? Go climbing. Câu Như leo núi. Ok. Next question. So, did you cry a lot when you were a kid? Yes, I just Okay, so what did make you cry? I What made you cry? because I hungry. I was I hungry. was hungry. Okay. Why were you hungry? Were
hungry? Because the book would not the food would not Yeah, was not what? would not what? Not enough. Not good. It's all right, it's not zombie. It's all right. Yeah. Okay. So this is a teacher. Tell at you a lot. Yell at you. Yell tức là quát mắng. Yell tức là quát hét. Yell hoặc là shout. Là hét hét lên. Shout at you. Yell at you. That's a teacher. Yell at you a lot. Is she this? So why does she yell at you? Because I didn't. I didn't do my homework. Yeah. Why didn't you do the homework? Why didn't you do the homework? Bởi vì tôi lười biếng thì nói thế nào ha? Because I sao nhỉ? I was lười biếng là gì à? Lazy. À, lazy. Okay. Lazy. Today I don't feel like doing anything. Okay. So next question though. Did your dad buy you toys when you were small? Toys là đồ chơi. Yes, he did. Okay. Đây nó có cái cụm là buy someone something, tức là mua cho ai đó cái gì. Buy somebody someone something. Something. Buy somebody something. Hoặc là mình có thể dùng là buy something for somebody. Something for somebody. Tức là mua cái gì đấy cho ai. Yeah. Còn là mình dùng luôn là buy somebody something. Yeah. For example, did your husband buy you flowers last week? No, he didn't. Okay. So what did he buy you last week? No anymore. Nothing. 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 Not nothing. Nothing. Okay. Yeah. It was nothing. It was nothing. He bought nothing. Buy thì mình chuyển sang là bought đúng không? Bought nothing. Bought. Okay. Come back to the main question. So, did your dad buy you toys when you were small? Yes, he did. Okay, yes, he did. So, which toys did your father buy you? He, đúng không? Chủ ngữ là gì? He. Mua. He no, mua mà mua chuyển sang he bought. Okay, he bought. He bought. Okay, búp bê là gì nhỉ?
Dos. Okay. Don. Dos. Do. Đo. Hơi cong lưỡi một chút. Đo. Do. Do. Đo. Thật nhầm sang dog nhá. Nó đọc như thế khác mỗi cái âm cuối. Đo. Do. Kìa dog. Okay. Bây giờ dùng là a lot of nè, rất nhiều bên. À. Okay, so next question, did you fight for your siblings? Siblings means brother, brother and sister. Yeah. Fight means to yeah, đánh nhau. Yes, I did. Okay, so why did you fight with your sister and brothers? Because I Harry. What? No, that, no? Because I was angry. Angry, ah. Yeah, angry. Angry. Bực bội, tức giận. Okay. Okay. Và mình dùng từ mad cũng được, because I was mad. Từ điên này, điên tiết. Mad. Có những bài hát thì kiểu là ma cua thế giới điên loạn. Người ta không dùng là angry world, thường người ta dùng ma cua. À, có từ angry hơi chim điên đúng không? Angry bird, angry bird. À, angry bird. Angry birds, birds. À, bird, okay. Angry bird. Okay. So what made you angry? So what made you angry? Because my brother take my toy. Took. Okay, take chuyển sang này. Took. Okay. Took my toy. Okay, took my toys. Yeah, very good. Okay. So did you get your toys back? Yes, I did. Okay. So how did you get your toys back? Tôi chiến thắng lên nào. I won. I won. I won after fighting. Yeah. After fighting. With him. Yeah. For example. I won. Won là quá khứ của từ win. I won. Win là thắng. Win thắng. I won after fighting with him. After fighting. After là động từ chia sẻ in. Đúng rồi, after và before. Nó là một giới từ mà. After, before, cứ sau giới từ thì mình sẽ, nếu mà dùng động từ thì mình sẽ phải chuyển sang dạng đuôi in, cuối đuôi in hoặc là danh từ. Ví dụ là sau trước 5 giờ chẳng hạn, hay là trước buổi sáng chẳng hạn, after this morning. Đấy thì mình sẽ dùng là danh từ. This morning. Cứ sau giới từ nhá thì mình dùng danh từ hoặc là động từ dạng đuôi in. Okay. Giới từ thì nó có thể là các giới từ at, in, on này, above, before, after, okay. Under, underneath các thứ.
Okay, let's see, let me check. Is there anything else? Ở trên cái Pandoro họ có trên website thì là hình như người ta sẽ có cấp cho bạn một cái account hay password rồi đúng không? Vâng, ở trên cái website này người ta có cấp cho bạn một cái account password đúng không? Đấy thì bạn có thể đăng nhập vào đây này. Cái này lâu lắm mình không vào. Không nhớ. Đấy thì bạn có thể vào cái trang này thì nó có cái lộ trình các cái video dạy về phần phát âm ấy. Các cái âm ở trong tiếng Anh ấy, có bạn bu bạn ấy dạy. Nó các ghi video ghi sẵn rồi. Bạn có thể ghi nhá. Mình mua đó mình coi người ta phát âm rồi mình học thêm. Cái đấy bạn cố gắng tự học tự xem. Ok. Mình chưa bao giờ vào trang này luôn ạ. À, vào đi xem. Là cái ở vô trang này nè là giáo viên ở bất cứ đâu cũng có thể dạy được hay là chỉ ở Hà Nội thôi? Cái về phần giáo viên thì mình không rõ. Vì đợt trước họ tuyển thì mình apply thôi. Apply test các thứ xong thì thấy ok thì dạy. Không cần trực tiếp hả bạn? Không. Tức là gặp mặt trực tiếp á? Không. Mình phỏng vấn qua điện thoại xong là ấy thôi. Vậy cũng tiện quá ha. Tại vì bé hồi trước dạy cho mình là bé ở Đắk Lắk và miền Nam. Thế mình nghĩ là chắc là này nó ở trên toàn quốc luôn. Văn phòng ở Hà Nội. Bây giờ cái này online hết mà. Mình dạy thấy ok được. Ok. Hỏi ví dụ như bạn học tiếng Anh á, làm sao để nhớ vựng ha? Bạn có ghi dùng lại nhiều không? Có chứ. Ghi lại rồi chép lại từ các thứ. Có chứ. Xong là cố gắng dùng. Không dùng là quên ngay. Mình chép mấy quyển. Mình chuẩn bị thi IELTS mà. Đang ở nhà mình tháng 4 mình thi IELTS, giữa tháng 4. Đợt trước mình thi rồi. Trước mình thi được 7 chấm rồi. Là cái TOEIC các thứ thì nó khác nhau thế nào hả? TOEIC thì người ta chỉ thi hai kỹ năng, nghe và đọc. Hình như gần đây có dạng TOEIC mới là có cả nói với viết. Nhưng mà mình nghĩ cái độ khó nó sẽ không phải bằng thằng IELTS xuống top cùng. IELTS chỉ để đi du học thôi đúng không? Nó có nhiều mục đích, nó có nhiều dạng IELTS thì IELTS Academic thì nó là dùng để đi du học. Thường là các trường người ta yêu cầu. Còn IELTS General thì dùng để nhập cư. Nhập cư thì nó có mấy loại IELTS. Thì mình nên thi TOEIC hay là IELTS? Thực ra là mình thấy đi làm thì trước đây mình đi làm mình chả dùng, chả có bằng gì cả. Mình cứ viết ở trong CV là mình fluent English, high proficiency, xong là đi phỏng vấn thôi, phỏng vấn trả lời tốt thì mình. Bởi vì mình phỏng vấn các công ty nước ngoài thì người ta cũng không phải quá khắt khe gì. Ví dụ là bạn trình bày trong CV, trong cover letter, thư giải trình các thứ của bạn bằng tiếng Anh tốt, người ta sẽ biết trình độ của bạn đến đâu. Còn những cái chứng chỉ kia là chỉ khi mà bạn ví dụ là cái công ty nào người ta yêu cầu, ví dụ bạn thích cái công ty A rồi, công ty A này yêu cầu có tiếng Anh bằng chứng chỉ tiếng Anh thì là bạn có thể thi, hoặc là bạn mục đích bạn đi du học hoặc bạn ra nước ngoài đi thi. Thi thì mình khuyên nên thi IELTS vì là IELTS bây giờ cái số lượng mà các cái tổ chức rồi các trường học quốc gia người ta chấp nhận IELTS thì nó nhiều hơn, nó phổ biến hơn. TOEIC thì vì là cái mức độ khó của nó không cao nên là ví dụ người một người mà thi được 800-900 TOEIC nhưng mà chưa chắc đã thi được sang IELTS. IELTS có khi chỉ thi được tầm 6.5. Vì nó yêu cầu 4 kỹ năng. Là IELTS mình thi online được đúng không bạn? Không,
IELTS, kể cả tối ngày IELTS thì bạn đều phải đăng ký thi và người ta tổ chức thi. Là một năm có thi nhiều không bạn hay là ít? Thi rất là nhiều, thi rất là nhiều. Trước đây người ta chỉ thi trên giấy thì là một tuần thi, à một tháng chắc là thi 2 lần. Còn bây giờ người ta tổ chức thi cả trên máy tính, thì là hầu như ngày nào trong tuần cũng có. Mà thi phí thi khá là mắc, mất gần 5 triệu một lần. Triệu. Còn thi TOEIC thì chỉ có mấy trăm. Là thi TOEIC ích là mình chẳng hạn như mình đỗ chẳng hạn 400 thì nó cho là chẳng mình có phải đi đăng ký từng cái một không, giống như là thi cấp độ A B C của mình á, hay là mình thi cho bài test mà mình làm bao nhiêu thì làm. Nó có điểm tối đa thì thực ra thi chứng chỉ tiếng Anh nó không có là điểm fail điểm liệt, nó chỉ là xem mình được bao nhiêu so với điểm tối đa thôi đấy. Còn tùy thuộc vào cái tổ chức hay là cái nơi mà mình apply, mình sử dụng cái chứng chỉ đấy, người ta yêu cầu bao nhiêu, thế thôi. Ra ví dụ IELTS thì tầm khoảng 6.5 là rất là tốt rồi, dùng rồi. Hiện tại mình đang cần 7.5 nên mình phải thi lại trước khi được 7 chấm. Phải học từ quá trời luôn. Mình thấy từ 7 chấm là lên mà nó khó quá. Là điểm lên càng cao thì cái độ chuẩn xác, cái độ perfect của mình nó rất là cao, cái độ chính xác rất là cao. Dụ được 4 được 8 chấm là 8 chấm trên 9.0 của IELTS, cái độ chính xác của bạn phải đạt được khoảng tầm 90%. Là con cứ làm cái bài test là theo trình độ của mình luôn các bạn, hay là Ờ đấy, theo đăng đăng ký thi thôi, đăng ký thi thôi. Là đến ngày chẳng thi hạn thi mình đăng thôi. ký thi 8 chấm là mình nó sẽ có bài test tầm khoảng 8 chấm Không đúng không không, nó tất cả các bài thi của nó tiêu chuẩn, là làm đúng hết, làm theo tiêu chuẩn yêu cầu của nó thì đúng, đạt đúng yêu cầu của họ thì là được 9 chấm. Còn còn nếu không tùy được theo thì cái là mức độ của 8, mình 7, thì là 6.5 các thứ đấy. gì đúng không? Nó có band điểm, ví dụ là 6 chấm thì trình độ như thế nào, 7 chấm trình độ như thế nào, khả năng sử dụng ví dụ sai nhiều chẳng hạn. Một bài test là khoảng bao nhiêu câu bạn? Nghe đọc mỗi bài 40 câu. Nghe đọc mỗi bài 40 câu. Còn nói mới viết, viết thì là có 2 bài, một bài thì viết khoảng 150 từ, một bài thì viết 250 từ, viết nghị luận. Với lại bài nói đó. Viết Nói thì thì là học từ vựng các thứ rồi mới viết được thành câu đúng không? đúng không? Viết thành một bài bài văn ấy. Mở đầu, mở bài, thân bài, kết bài. Nhưng mà nó là văn nghị luận chứ nó không phải là văn tả. Văn tả thì nó dễ, văn nghị luận thì nó phải đòi hỏi cái mình Nói có thì nó cần idea, phân tích vấn đề thứ, biết cấu trúc. Mấy bài nói nữa, bài nói thì là một bài phỏng vấn lại người nước ngoài, giám khảo nước ngoài, tầm từ khoảng 12 đến 15 phút. bạn học tiếng Anh lâu chưa? Kiểu Thực đến ra lúc học mình học từ hồi đại học, mà hồi đại học thì cũng không tập trung học lắm. Có đến năm 3 thì bắt đầu mới tập trung học, để lúc đấy đi phỏng vấn xin việc, xin internship. ủa, chứ không phải ngoại thương là cần thêm một ngôn ngoại ngữ nữa đúng không? Không, Ngoài tùy tiếng tùy Anh đã. tùy. Ngày xưa mình cũng học tiếng Trung nhưng mình tự học thôi, tiếng Trung mình cũng giao tiếp được. Cũng học được 2 tuần rồi bỏ. À Nghĩ là học tiếng Trung là nó bổ trợ tiếng Nhật á, cuối à. cùng học tiếng Trung mà nó chữ nó âm khác quá trời tiếng Nhật á, tôi bỏ luôn, học Ừ, đúng cái rồi. Mình thấy là học tiếng Trung xong học sang tiếng Nhật thì thuận hơn. đó. Học tiếng Trung thì học sang tiếng Nhật thuận hơn, mà hồi đó mình học tiếng Nhật mất rồi á. Ok. Ra những cái bài đầu phần này của bạn nó cũng rất là dễ, nó chỉ quanh quanh mấy câu hỏi thôi, nó không có gì. Tập cho bạn cái khả năng phản xạ thôi. Có thể bài sau mình Yếu quá, với phát âm mình cũng dở hả? Thôi học lại từ đầu cho nó chắc. không sao, phát âm của bạn nó bị lai tiếng Nhật nhiều quá. Dạ.
Trước mình có mình có quen mấy bạn ở Nhật ấy. Mình đang dạy một em cũng ở bên Osaka này. Mấy 95 Dạ quá. rồi. Sang đây đi du học thì bạn thì chắc phải được N2 N1 rồi nhỉ? Ừ, mình có N2 rồi. Ừ. N1 thì đang tính thi mà bỏ rớt nên thôi chưa thi. Ừ, Đợt thế thi thằng cu kia nó cũng được N2 rồi. ừ. Mình cũng có thằng bạn nó cũng đi học ở bên học du học tiếng ấy, ở bên cũng ở Osaka. Tại bên cu nào cũng đi được hơn năm rồi. Cũng mới thi được N2. Qua đây thấy du học nhiều mà Ờ. thế. Ok. Hôm nay mình học ở đây nhé. Ok, có gì yêu cầu mình hỏi. Check lại cái phần homework video nhé. Nó đang Có gì bị không lại không ạ? bị sót. Thôi bài cũ không cần up lại đâu, bài mới thì record đầy đủ được. Ok, so that's the end for today. So let's say goodbye to. Đã được. Ok, Và thank again, thank you. you.